Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tạp chí thể thao tuần trước, chúng tôi đã phản ánh trong các ngày từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 10 tháng 10 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh đã diễn ra giải bóng đá Futsal tranh cúp Anh Khánh lần thứ nhất năm 2020. Giải đấu được tổ chức thực sự đã để lại nhiều ấn tượng, đồng thời đã tạo ra sân chơi mới cho các bạn trẻ yêu bóng đá. Ghi nhận của phóng viên tạp chí thể thao về giải đấu. Tham gia giải bóng đá giao hữu Futsal lần thứ nhất có 9 đội bóng đến từ các câu lạc bộ bóng đá phủi trên địa bàn tỉnh như là các câu lạc bộ FC 27A, FC Anh Khánh, FC Lam Sơn, FC 19 tháng 8, FC Fanny Football, FC DBF, FC Sở Văn hóa, FC Liên Việt Postbank và FC Anh Em. Đến với giải đấu lần này, các đội bóng đã được chia thành hai bảng đấu và thi đấu với thể thức vòng tròn tính điểm. Kết thúc vòng bảng sẽ lựa chọn hai đội nhất nhì ở mỗi bảng để thi đấu các vòng bán kết và chung kết. Là sân chơi mới và lần đầu tiên được tổ chức, do đó khi đến với giải đấu, các cầu thủ các đội bóng đã thi đấu cống hiến, tạo ra được nhiều trận đấu hay, hấp dẫn, qua đó đã thu hút được nhiều khán giả đến xem và cổ vũ. Như chúng tôi là người dân mà lần đầu tiên được xem cái giải tổ chức có tương đối là có quy mô, có nhiều các cái đội tham gia và đặc biệt là các cái lứa tuổi tham gia rất là nhiệt tình. Và chúng tôi thấy rằng là đây là cái giải đầu tiên để cho khởi động cái phong trào cho tới đây là sẽ rất là mong được nhiều các cái nhà tài trợ và tổ chức nhiều các cái giải này để có cái sân chơi cho các cái câu lạc bộ và cũng như là để cho nhân dân chúng tôi được đến thăm và xem. Mỗi một môn thể thao nó có cái khác nhau, nhưng riêng đặc biệt cái môn Futsal này thì là nó rất là bổ ích cho các cái lứa tuổi bởi vì nó rất là nhanh nhạy và cầu thủ thì nó phải là có sức khỏe và nhiệt huyết để nó khác với lại cái bóng đá ở ngoài trời vì đây là nó là tốc độ và thời gian di chuyển rất nhiều cho nên là phải nói là xem các cầu thủ chạy trên sân rất là lưu loát, chúng tôi thấy rất là hay. Qua cái trận chung kết vừa rồi chúng tôi thấy là hai đội chơi rất là nhiệt tình, cởi mở và lại khái là rất là đẹp mắt cho nên là có các cái bàn thắng rất là nhiệt là hay cho nên là chúng tôi rất phấn khởi. Futsal là môn bóng đá trong nhà và thi đấu trong phạm vi hẹp, do đó khi thi đấu đòi hỏi mỗi cầu thủ phải di chuyển rất nhiều khắp mặt sân. Chính vì vậy để thi đấu được hết một trận đấu, các cầu thủ phải có nền tảng thể lực tốt, nếu không sẽ khó có thể chơi được. Quan điểm của tôi là vận động viên của tham gia giải bóng, thì thấy giải bóng đá Futsal thì lần đầu tiên tổ chức nhưng mà anh em rất đồng tình, rất ủng hộ. Thì thời gian tới thì cũng mong ban tổ chức giải sẽ thường xuyên tổ chức giải để phong trào bóng đá Futsal của tỉnh nhà đi lên. So với cái góc độ chuyên môn của bóng đá Futsal ở trong nhà so khác với bóng đá sân bãi ở ngoài trời thì là trước tiên là phải thể lực, có thể lực thì thể lực và kỹ thuật để nâng cao cái chuyên môn. Ở ngoài trời thì nhiều khi là cái thời tiết nó thoáng hơn một tí, Futsal trong nhà thì nó lại so sánh với nhau thì nó cái nhiệt độ thì nó hơi nóng, mà bằng tinh thần thể thao thì anh em luôn cố gắng phát huy. Sau 8 ngày thi đấu với gần 20 trận đấu, giải bóng đá Futsal đã thực sự diễn ra rất hay và kịch tính, nhất là những cầu thủ, những đội bóng khi lần đầu tiên tham dự, nhưng đã thi đấu rất hay và để lại nhiều ấn tượng. Đặc biệt trong quá trình thi đấu, các cầu thủ các đội bóng đều đã tuân thủ đúng luật và điều lệ của giải, qua đó đã thể hiện được tinh thần thi đấu thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng. Với sự chuẩn bị tốt về lực lượng cũng như chiến thuật thi đấu, hai đội bóng là FC Anh Khánh và FC 27A đã lần lượt vượt qua các đội bóng khác để bước vào thi đấu trận chung kết. Tại trận chung kết, hai đội bóng đã thi đấu thực sự hay, cống hiến. Đặc biệt, với chiến thuật chặt chẽ, lối chơi ban bật chính xác, đội bóng FC 27A đã vượt qua đội bóng FC Anh Khánh với tỷ số là 4-2, qua đó giành chức vô địch của giải đấu. Từ đầu giải, đội bóng tôi đã rất là quyết tâm từ tập luyện đến thi đấu, làm sao và cố gắng phân phối sức lực và chiến thuật cho hợp lý để làm sao có kết quả vô địch như ngày hôm nay. Và cũng sau giải này thì cũng đầu tiên là cũng xin cảm ơn nhà tài trợ Anh Khánh và cũng mong nhà tài trợ và bên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tạo điều kiện cho anh em để những năm sau có cái giải để anh em có thể cọ sát và giao lưu, để anh em có thể nâng cao trình độ và giao lưu kể cả trong bóng đá và trong đời sống với nhau.
Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao cúp vô địch và các giải nhất, nhì, ba cũng như các giải cá nhân cho các cầu thủ các đội bóng đã đạt thành tích cao tại giải. Giải đấu khép lại không chỉ thành công về công tác tổ chức, mà đây sẽ là cơ sở để các đơn vị tiếp tục tổ chức những giải đấu như vậy nhằm tạo ra sân chơi mới cho những người yêu môn thể thao bóng đá.